Những món đồ thờ mang sứ mệnh vô cùng thiêng liêng và bát hương là một trong những đồ vật không thể thiếu vắng khi chúng ta thờ cúng tổ tiên hay thần linh. Ngày hôm nay, đồ đồng Dung Quang Hà xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm giàu sức hút, mang đậm tính văn hóa và vô cùng thiêng liêng. Bát hương đẹp bằng đồng khảm ngũ sắc hàng làm kỹ tinh xảo là đồ thờ độc đáo, đẹp trang nghiêm, giàu ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Bát hương đồng đỏ khảm ngũ sắc rồng phượng được thiết kế với đường viền họa tiết quanh miệng bát, bao gồm những đường gấp khúc vuông góc. Chúng nối tiếp nhau nhịp nhàng. Phần thân bát được tô điểm sống động với hình ảnh long phụng trầu nguyệt. Hai linh thú xuất hiện đối xứng giữa trời mây. Một bên uốn lượn thân mình uyển chuyển, một bên sải cánh hiên ngang. Vầng nguyệt tỏa ánh sáng mạnh mẽ. Không những thế, những đường viền cánh hoa cũng mang đến vẻ đẹp tao nhã cho sản phẩm. Tiếp giáp giữa thân bát hương đồng với chân đế là những đường viền gờ nổi khỏe khoắn. Tại bốn hướng đông tây nam bắc, người nghệ nhân sắp xếp bốn chân trụ đối xứng. Chúng uốn lượn theo biểu tượng chữ thọ triện. Các chân trụ được nối tiếp liền mạch với nhau. Bề mặt này được chạm hoa lá tràn đầy sức sống. Bát hương mang đến một vẻ đẹp đậm chất cổ kính. Ở đây, bề mặt sản phẩm được hun xuống màu già cổ. Do đó, tôn nền của sản phẩm là màu nâu trầm mặc. Các họa tiết, hình ảnh thực sự nổi bật với sự phản chiếu của ngũ sắc. Đó chính là ánh kim vàng 9999, bạc tinh khiết, đồng vàng, đồng đỏ cùng sắc xanh già cổ. Tất cả hòa quyện với nhau và mang đến diện mạo cao quý. Hình tượng long phụng trầu nguyệt chính là linh hồn của tác phẩm. Nếu như rồng đại diện cho cực dương thì phượng biểu trưng cho cực âm. Bởi vậy, họa tiết này thể hiện cho âm dương cân bằng. Đây cũng là điều kiện để vạn vật sinh sôi, phát triển. Tiếp theo, rồng phượng cũng biểu thị cho quyền uy, thịnh vượng và sự may mắn. Chúng mang đến vượng khí dồi dào. Ngoài ra, chữ thọ nhấn mạnh đến sự trường tồn. Tất cả đều là những thông điệp cát tường, đậm chất phong thủy. Đồ đồng Dung Quang.